Xin chúc cho được cái cảm ơn cái ekip của bệnh viện ba đội ngũ bác sĩ bệnh viện Cang Nam. Phải nói là một cái trong những cái bệnh viện hết sức là tài giỏi. Hết sức là nói chung là gia đình là nói là rất mừng, mà luôn cả là từ trước tới nay bà con ở láng giềng xa gần gặp mình hỏi Út Hương sao rồi, Út Hương sao. Luôn là được cái là chú bác sĩ mình điều dưỡng với mấy anh chị bên chương trình á quan tâm chăm sóc là như nhà, thấy gì cũng đỡ. Chào buổi hội, xin chào cô bác, quý chị. Một nhân vật trong cái câu chuyện của mình từ Hà Nội về, đó là em Hương có gương mặt dị dạng rất là đáng sợ. Thì hôm nay là nghỉ Tết nên từ Hà Nội Hương bay về, và Bùi Hồ cũng đến đây để mà mang một cái chút quà gửi coi như là Hương mừng cái ngày mà Hương trở về phẫu thuật cũng như là khá là thành công. Và hôm nay thì đến đây cũng như là chúc gia đình Hương thành công, mời cô bác quý chị cùng theo Bùi Hồ nha. Hôm nay thì ở chỗ này nó có nhạc, muốn được một bản camera men. Lâu quá. Dạ dạ cho em gửi Hương đâu anh. Ừ, Hương ơi, ra Cho anh gửi chúc Tết gia đình mình nha Hương nha. Dạ, em cảm ừ. Rồi Hương em ngồi đi. Dạ. Rồi hôm nay là mình về được mấy ngày rồi? Dạ mới về hôm qua. Sức khỏe của mình sao rồi Hương? Sức khỏe em ổn định hết rồi. Nói chung là cũng em xa nhà đến đây là cũng bao lâu rồi ta? Em đi cũng được 8 tháng. 8 tháng hả? Nhớ nhà dữ không? Nhớ nhà. Cái ngày đầu tiên mà được về Đồng Tháp thì sao? Dạ. Hôm qua về, em về đây á, mọi người ai cũng mừng hết ơn là Út Hương về, Út Hương về. Thấy em tròn hơn không Hương? Em lên là cũng 5 kg. Vậy hả? Ở ngoài không có làm gì trơn á, trước ngày ăn rồi ngủ, ăn rồi ngủ Mà đen hơn gì ta? em thấy em trắng hơn. Trắng hơn hả? Dạ. Rồi giờ đây ăn Tết khi nào đi nữa? Em cũng chưa biết nữa, bác sĩ nói để khi nào em có ổn định hồi phục đi á, rồi có gì thì bác sĩ cho hai lịch ra nữa. Chị hai sao lúc mà giờ đây chị hai sao? Chị hai mừng. Vậy hả? Dạ. Hôm nay đồ mừng dữ không? Dạ mừng. Thì em điện về, em nói em về á, ai cũng mừng hết trơn. Lúc mà nhớ cái cảm giác mà lúc anh em mình đi Sài Gòn á, Dạ. lúc đó thì cái em có hy vọng nhiều không Hương? Lúc đầu thì em nghĩ là chỉ ra là khám thử thôi, nhưng mà rồi khi mỗi lần khám á, khám xong cái bác sĩ nói là em được phẫu thuật á, nhận được phẫu thuật á, lúc em mừng lắm luôn. Em nhắn tin về trên hai em khóc luôn. Em nói là bệnh viện chấp nhận phẫu thuật cho em rồi. Lúc em mừng em cũng khóc luôn á. Cái Tết năm nay là của em đối với những cái Tết năm rồi thì sao? Tết hôm nay chắc vui vẻ nhiều hơn, hạnh phúc hơn như Tết hôm rồi, ngoại hình em được thay đổi nhiều. Chắc cũng còn lâu nhưng mà bây giờ thì nó đã thay đổi nhiều rồi. Dạ. Lúc mà lần đầu tiên anh gặp em á, con mắt bên tay trái của em á nhìn đâu có thấy được Dạ, đâu. cái trái của em nó khi mà muốn nhìn phải dở mí lên gì mới nhìn được. Còn bây giờ nhìn bình thường rồi ha. Giờ nhìn bình thường. Rồi hổm ngày có chuẩn bị gì cho không khí Tết chưa? Em cũng về qua nay cũng chưa chuẩn bị gì hết. Tết có dự định đi đâu chơi không? Em cũng dự định đi chơi với mọi người, các bạn bạn của em á, mà dịp này chắc ở nhà cho nó lành. Thì cô bác của anh chị, thật ra thì Hương á thì tình cờ sau khi anh Mến điều trị bên bệnh viện thì mình có liên hệ với Hải bên bệnh viện Cang Nam, dạ, để mà điều trị cho Hương. Thì lúc đó thì anh em cũng lên Sài Gòn, và cái chi phí mà lên Sài Gòn á được chị Diệu Tiên hỗ trợ cho anh em mình đi, em nhớ không? Dạ nhớ. Lúc đó anh em mình qua quận 3 Dạ. thì sau đó là em ở lại luôn, thì sau đó là mấy tháng sau em ra Hà Nội ta. Em cái ngày hôm đó qua, ngày 2 ngày sau là em ra Hà Nội luôn.
em hôm đó ra khám, khám xong rồi cái lên bệnh viện lên chương trình á, qua ngày hôm sau là các anh vừa qua nhà em quay quay rồi cái qua ngày thứ hai là em ra Hà Nội thứ hai. Hôm nay thấy nghe cười vui rồi. Hôm nay có chuẩn bị gì không khí Tết chưa anh hai? Dạ. Có chuẩn bị gì chưa? Anh đi lấy về, lấy chuyện gì lấy đi. Có gì đâu, anh thì năm nào cũng vậy, cũng chờ mấy em về. Dạ. Ở Sài Gòn á. Dạ. Về cũng tổ chức anh em ở nhà, mấy gái gì chứ cũng đồ đạc thì cũng chưa có gì chuẩn bị, nhưng đồ chai thì có là sẵn rồi. Dạ. Để anh chai không? Anh hai khi mà Hương về thì khác so với lúc trước vậy thì anh hai cảm thấy sao? Nói thật thì nói với em đó là từ khi mà lên Phúc Hương đi đến nay cũng là đã cũng 8 trên dưới 8 tháng rồi. Những trước hết thì nó phải nói là xin chúc cho được cái cảm ơn cái ekip của bệnh viện ban đầu của bác sĩ bệnh viện Can Nam. Phải nói là một cái trong những cái bệnh viện hết sức là tài giỏi mà đã đưa cho em của mình cũng Hương để lên được cái khuôn mặt như vậy là quá khứ mừng đó. Một cái điều thứ hai nữa là gần đây á, khi mà sau khi phẫu thuật lần thứ tư á, cái không có cháu Hương đó là sử dụng cái điện thoại nữa, cái mình cũng hơi lo tàn ơi, rồi không biết hỏi thăm sao này kia nó tính chứ sao. Đến một cái thời gian mà nó đã mua thuốc để mà xuất cái sẹo rồi đó, nó tàn rồi, lúc đó còn càng lo nữa. Không biết sao để mình liên hệ được qua đằng mà hỏi thăm em Út và tiền bạc ở tới Hà Nội. Mà sau khi gần đây khoảng chừng 5-6 ngày nay thì thấy cái chương trình của cái hành trình nó đưa lên cái Út Hương sẽ được về ăn Tết đó ha. Hết sức là nói chung là gia đình là nói là rất mừng, mà luôn cả là từ trước tới nay bà con ở láng giềng xa gần gặp mình hỏi Út Hương sao rồi, Út Hương sao rồi, Tết này về được hay không, hay là tôi sao mà không gài không thấy lên chương trình đó, tôi cũng không thấy luôn. Mà đến khi không gài nghe nói chương trình lại rồi đi chợ sáng người ta cũng trời, Út Hương về ai cũng mừng hết trơn, không phải nói là rất là mừng. Sự thật là với em là Út Hương đã trở như thành được như cái khuôn mặt được gì là đã hết được 80-90%, gia đình ở cả láng giềng ai cũng rất là mừng, cũng như là sinh lại một lần thứ hai. Hồi đó giờ Hương có đi khi nào đi xa vậy không anh hai? Chưa có, ở đây Sài Gòn là được có, nhưng mà bị gì là Sài Gòn cũng có anh em. Yeah. Bị anh em làm ở Sài Gòn ấy, lên chẳng chơi đôi khi có 1-2 tháng, hoặc là có gia đình của mấy em chẳng có cần Út Hương nơi anh nó tiếp việc gì đó thì cũng có từng nửa tháng hoặc là một tháng thì đảo lại là dữ lắm rồi, chứ đâu có xa được như vậy, đâu vậy. Lúc mà Út Hương xa, mà xa về cái vị trí địa lý mà ngoài kia thì lại không có người thân. Ừ. Lúc đó em sao? Lúc đầu em ra em cũng lo, khi đi ra một mình á, em tuổi với nhiều khi phẫu thuật á, anh thấy mọi người đi làm có người thân đi theo để chăm sóc á, nhiều khi nhìn họ cũng tuổi, thấy khi mình phẫu thuật ra không có người thân ở bên á thì thấy mình cũng buồn, cũng nhắc dạo ha, khi ngoài đó không có một người thân luôn, mà mọi chi phí mình phải nói chung là mà lần đầu tiên xa nhà mà xa thời gian đến 8 tháng. Nhưng mà buồn là được cái là cái bác sĩ và điều dưỡng với mấy anh chị bên chương trình á quan tâm chăm sóc là như nhà, thấy gì cũng đỡ, cũng đỡ nhớ nhà. Mọi người cũng nói là yên tâm ở đây đi, mọi người cũng sẽ chăm sóc như gia đình để cho em cũng đỡ nhớ nhà, đỡ buồn hơn. Mọi người cũng vui vẻ, ai cũng vui vẻ, hòa đồng nói chuyện thân thiện. Những năm trước thì em đi chơi, những cái năm trước em đi chơi Tết á, thì em phải mang khẩu trang. Với cái ngoại hình của mình năm nay thì sao đó? Em tự tin hơn. Tự tin. Nói chung là qua đây hôm nay gặp Út Hương vui vẻ, nhìn mình quá rồi. Để gọi, tại vì Hương thì cũng còn ở bên bệnh viện về cái hình ảnh đó.
Dạ. Nên nam nữ là chủ yếu là quay em cho khán giả bên anh biết là cái dạ. thứ nhất. Cái thứ hai là anh muốn gặp em để mà chúc Tết em dạ. mới từ Sài Gòn về. Dạ. Mà trong nhân vật anh đâu đưa ai đi xa như anh mến thì anh dạ. mến cũng ở Sài Gòn thôi. Mến Sài Gòn. Em biết ông có lúc mà gặp em lên ra Hà Nội với Út Hương nữa ha. Là anh nghĩ em với Út Hương đi mà anh nghĩ rằng anh với trai nghĩ rằng là em là một người em ruột mà anh ruột của Út Hương đi trên một cái con đường phố hay là làm đến một cái nơi cái tụ điểm nào đó ha. Là trong lòng mình làm cho nó mừng gì đâu, làm cho em mình nó có một cái người thân ở miền Nam ra vậy đó. Yeah. Nghĩ rằng với em là một người em ruột của anh mà anh ruột của Út Hương vậy đó. Mừng dữ lắm. Yeah. Hôm đó thì hai em thì là cũng lần đầu tiên đi Hà Nội. Yeah. Nên là nữ ra đó thì cũng ghé Hương thăm Hương, thăm mỗi Hương, dẫn Hương đi vòng vòng chơi bệnh viện thì nó cũng từ đó. Hôm đó đi cũng nhiều kỷ niệm. Hôm trước thì Bụi Hồ có qua để mà cùng Hương đi Lăng Bác nè. Yeah, đi chùa Một Cột, đi vòng vòng uống trà đá Hà Nội. Ôi hôm nay thì gặp em hôm nay đến đây. Trước tiên là chúc cho gia đình anh hai thì năm mới thì an khang thịnh vượng ha, làm ăn càng ngày càng sung túc và đặc biệt là có một cái sức khỏe dồi dào. Nhưng anh á thì anh chúc cho bé Hương thì trong cái thời gian tới còn ngủ được nữa thì mình sẽ nhanh chóng mình lấy lại cái gương mặt giống như mọi người hòa đồng hết để mà sau đó thì mình còn tính đến chuyện gia đình này kia nữa. Thì chúc em luôn có một cái năng lượng tích cực nhất, cái sức khỏe dồi dào. Yeah. Để trên cái đoạn đường phía trước mà bác sĩ yêu cầu về cái thể chất thì mình cũng phải có đảm bảo để cho bác sĩ phẫu thuật. Còn đặc biệt Tết về thì cũng phải ăn uống thì bác sĩ có yêu cầu mình kiêng cử gì đó thì mình cố gắng mình kiêng cử để cho đảm bảo cái quy trình phẫu thuật của bác sĩ ha. Em cũng còn ăn kiêng. Em có muốn nói là gì với lại cả mọi người nhân ngày Tết hay không? Em cũng trước khi ăn kiêng cũng cảm ơn Bùi Hồ. Anh cũng đã giúp đỡ em rất nhiều trong hành trình anh đi phẫu thuật. Em cảm ơn anh, cũng cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ cho em trong những ngày vừa qua. Cũng giống như là giúp đỡ em có chi phí để anh đi ra ngoài Hà Nội để em xài những việc lặt vặt thôi. Em cũng cảm ơn mọi người, em xin chúc mọi người năm mới được nhiều sức khỏe, được nhiều may mắn và thành công. Rồi, xin chào em. Dạ. Rồi, chào anh hai luôn nha. Rồi.